xin gửi lời chia buồn với gia đình. Và để tiếp theo chương trình, Hoài Dương xin gửi đến các anh, các chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh đạp lùi sóng dữ, chém các kinh ngoài biển khơi, chứ không cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Hay, hay lắm. Lê Minh xin kính chào chủ tướng. Ok, Lê Tân Minh, cảm ơn chủ tướng. Trước khi tướng quân ra đi, đá hàng sáng trải dặn, ta xin mời, mời Lê Tướng Quân một ly rượu. Bớt bớt cái cô dùm em đi. Trong giây phút chia tay, dân người ta ly rượu đào. Đây non sông đang chờ người đây, nước non toàn dân xin ghi nhớ cho cầu tiếng ai lên đường. Bắt đầu lại cái bầu chủ tướng, em uống này chủ tướng, uống đi rồi mình ra trận nó mới xong nghe. Và nửa một thay cơn quốc viên đang bồng bồng.
mang sứ mạng vì dân ta dân thân. Được sự quỷ diện với chủ tướng thì cho dù giảng tử nhất sinh, trước chủ tướng lê mới sinh hay bất danh dự tích thảo luyện binh, đã cho ngay quân khởi đất đuổi sông đã lấy lại cơ đồ, muốn lên đường nghe nào lưng gã con tim, tôi sẽ cắt đầu thù về đây để tế cho linh hồn minh chủ đi. Cảm ơn các chiến hữu, các anh em đã gửi tặng cho Hoài Dương một rừng hoa thanh hương. Rồi, chúng xíu hát nữa em.